Kính chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Bản tin số 99 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Tem chơi châu Á-Thái Bình Dương. Bưu điện tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị rà soát kế hoạch và tổ chức sản xuất năm 2023. Bưu điện tỉnh Yên Bái nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa anh chị và các bạn, ngày 10 tháng 3 tại Hà Nội, Hội tem Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Tem chơi châu Á-Thái Bình Dương FIAP năm 2023. Đây là lần thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị này. Hội nghị Ban chấp hành FIAP năm 2023 có chủ đề Vững bước sau đại dịch. Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai phong trào sưu tập tem trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao trình độ, kỹ năng hình thành và nâng cấp các bộ sưu tập tem để tham dự triển lãm tem quốc tế. Ngoài ra, hội nghị cũng dành thời gian để trao đổi kế hoạch giúp Hội tem Việt Nam sớm trở thành thành viên chính thức của chương trình triển lãm thường niên 5 nước ASEAN. Sáng ngày 11 tháng 3, Tổng công ty đã tổ chức họp trực tuyến về sản xuất kinh doanh với các đơn vị. Cuộc họp tập trung vào các chuyên đề, đánh giá kết quả triển khai công tác phân giao kế hoạch, tình hình chất lượng, tổ chức sản xuất trên mạng lưới cũng như những nội dung khác liên quan đến đổi mới vận hành, quản lý và rà soát bố trí lao động phù hợp. Kết luận cuộc họp, Tổng Giám đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa nội dung các chuyên đề, bám sát mục tiêu để triển khai đồng bộ từ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý đến thực thi. Nhận định năm 2023 sẽ có nhiều khó khăn, thách thức song cũng là cơ hội để phát triển. Tổng Giám đốc mong muốn toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động quyết tâm đồng lòng để triển khai quyết liệt các giải pháp sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra. Ngày 2 tháng 3, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị rà soát kế hoạch và tổ chức sản xuất năm 2023. Trên cơ sở sắp xếp lao động hợp lý, tăng cường tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng, đồng thời nâng cao tính chủ động trên toàn mạng lưới, hội nghị đã thảo luận sôi nổi, tích cực, tháo gỡ được những vướng mắc trong triển khai thực tế tại đơn vị cơ sở. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các giải pháp kinh doanh năm 2023. Ngày 3 tháng 3, Bưu điện tỉnh Bạc Liêu và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tổ chức bàn giao dữ liệu địa chỉ số. Theo đó, ngày 8 tháng 3, hai đơn vị đã hoàn thành công tác bàn giao và tổ chức công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về việc triển khai nền tảng địa chỉ số quốc gia. Bên cạnh đó, ngày 9 tháng 3, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bàn giao thành công dữ liệu địa chỉ số cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh. Tiếp theo là một số những thông tin đáng chú ý khác. Các đơn vị tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ năm 2023-2028. Bưu điện tỉnh Cà Mau tham gia hiến máu tình nguyện. Chiều ngày 8 tháng 3, trong khuôn khổ hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, Bưu điện tỉnh Yên Bái đã vinh dự là một trong 18 đơn vị được nhận cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022. Sáng mùng 10 tháng 3, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lớp tập huấn trực tiếp và trực tuyến về hướng dẫn triển khai dịch vụ chuyển phát nhanh chuyên tuyến và hành chính công cấp đổi giấy phép lái xe cho đội ngũ chuyên quản dịch vụ. Tuần qua, các bưu điện tỉnh, thành phố trên toàn mạng lưới đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện công đoàn tổng công ty lần thứ 4 và bầu ra đại biểu dự Đại hội Công đoàn tổng công ty. Sáng ngày 4 tháng 3, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Cà Mau đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phân hiệu Đại học Bình Dương tham gia chương trình hiến máu nhân đạo với tinh thần một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Tiếp theo sẽ là những tin ngắn đáng chú ý khác. Ngay sau khi diễn ra lễ ra quân tháng thanh niên năm 2023, nhiều đơn vị trên toàn mạng lưới đã tổ chức triển khai các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cũng như hưởng ứng công văn phát động của Đoàn Tổng công ty. Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ bưu điện các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động như vệ sinh 5S tại các bưu cục, 100% đoàn viên thanh niên cài app địa chỉ số, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, bảo hiểm PTI, hỗ trợ sản xuất kinh doanh các mặt hàng, sản phẩm hàng tiêu dùng. Ngày 3 tháng 3, Đoàn Thanh niên Bưu điện tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life và Đoàn Thanh niên thị trấn Bình Liêu tổ chức trao tặng 52 phần quà trị giá gần 80 triệu đồng theo chương trình Cung đường yêu thương cho trẻ em khuyết tật và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Bình Liêu. Anh chị và các bạn thân mến, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam hiện có gần 70% nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban chấp hành công đoàn cơ sở, nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tổng công ty đã khẳng định vai trò, đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành bưu điện trên toàn mạng lưới. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn, Đoàn Thanh niên tổng công ty, các bưu điện tỉnh, thành phố, các công ty thành viên đã đến tặng hoa và chúc mừng nữ cán bộ, công nhân viên, người lao động tại các đơn vị. Để khép lại bản tin nội bộ số 99 ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các anh chị và các bạn những hình ảnh về các hoạt động sôi nổi chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 tại các đơn vị trên toàn mạng lưới. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Tuần qua, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn các đơn vị trên toàn mạng lưới đã phát động và tổ chức các hoạt động tươi vui, ý nghĩa, nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ công nhân viên, người lao động, đặc biệt là các lao động nữ. Nhiều chương trình ý nghĩa như thi cắm hoa, giao lưu thể thao, chương trình meeting kỷ niệm, các chương trình thi đua bán hàng, hoạt động 5S được triển khai sôi nổi, rộng khắp góp phần lan tỏa năng lượng tích cực vì một bưu điện Việt Nam năng động, sáng tạo, đổi mới. Đặc biệt, tuần lễ áo dài diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 3 là hoạt động tôn vinh giá trị truyền thống, văn hóa của áo dài Việt Nam cũng như nét đẹp của phụ nữ trên toàn mạng lưới bưu điện Việt Nam duyên dáng, năng động và hiện đại trong giai đoạn mới. Các anh chị vui lòng nhấn nút like và subscribe kênh để được cập nhật các thông tin mới nhất về Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Trân trọng cảm ơn! Bưu điện Việt Nam gửi cả niềm tin.